Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy Gia Rí nha các bạn. Trong video này hôm nay mình sẽ giới thiệu cho quý anh chị và các bạn là những dòng mô tô mới về, rồi lại Winner nè, Exciter, thì rồi tay ga nữa nha mọi người. Tại vì video này hôm nay nó về rất là nhiều thì mình sẽ quay tranh thủ quay chung cho anh chị và các bạn luôn. Tại vì bây giờ cũng là muộn rồi nè, bây giờ cũng 5 giờ. Mình quay rồi mình up lên lo cho anh em nhanh. Mọi người xem thì muốn mua con nào á, mua về mô tô thì liên hệ qua số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Ngoài ra thì mua tay ga, mua ad, mua Winner thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại là 092371 và 48 hoặc 093 số 2 4 số 6, cuối cùng là số 1 đó. Hiện tại khách mới về thì khách cũng đang xem nha mọi người. Thì khỏi cần phải bàn thì đó, có về thì con CBR 250 nha mọi người. Rồi CBR 250, con này thì hàng vừa về, hiện tại đang rửa, tất cả là hàng đang rửa hết nha mọi người. Có con thì chưa rửa kịp tại nó về hơi muộn một tí nha mọi người. Con này bao đẹp luôn. Con này 29 à. Con này đi có 3.765 coi thôi. Con này thì nó lên ốp sườn này, lên gấp nhôm này mọi người. Anh chị và các bạn mình để ý ha. Đẹp lắm luôn. Hàng này chưa, mới rửa chưa xịt nha mọi người. Đó là rửa xà bông nhưng mà chưa xịt. Nãy giờ đang quặng bên kia. Con này vận chuyển về nó bị tròi nè mọi người. Vận chuyển về nó bị tròi chỗ này với chỗ này. Hơi bị tiếc. Đó. Nhưng mà không sao, bọc keo nguyên con, xe bọc keo nguyên con. Nhưng mà vận chuyển, lúc vận chuyển thì nó bị tròi một tí ha. Đó, CBR 250. Con này để mình coi thử. Giá con này là 132 triệu. Con này 220 à. 220 cũng phải 29, 20 đúng không? Con này 220. À, xem cà vẹt, nhưng mà 132 thì giá chắc tầm là 220 rồi, tại vì nó đi có 3.000 mới mà. Đó. Anh em mà các bạn mình xem đi. Rất đẹp nha. Đó, quay kỹ cho mọi người xem luôn. Đây, gấp nhôm nè, gấp sườn nè. Rất đẹp. Đó, 132 triệu là con đầu tiên. Thì con này trả góp là hỗ trợ trả góp chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe. Thì ngân hàng hỗ trợ tối đa là 50 triệu, cái phần còn lại thì mình phải trả hết nha mọi người. Rồi, tiếp theo nữa là một con GTX này. Hàng này cũng hàng mới về. Đó, GTX này cũng bọc keo nguyên con nha quý chị và các bạn. Con này là con khác nha, hôm qua về con bên này là 52 nè. Còn con bên này là hôm nay mới về. Con này thì 49 triệu 9 nha mọi người. Ngày nào cũng có về quá, hôm nay nó về hơi bị nhiều. Đó. Mọi người xem thì mọi người để ý ha. Con này đi 29.000. 29.000 nha mọi người. 29.000. Xe bọc keo nguyên con. Biển số 60 nè, 60146. Rồi, bạn nào thích thì lột keo ra, 49 triệu 9. Thì dòng này thì mình trả góp tầm 16 tầm 18 triệu là mình nhận xe được rồi. Rồi, là một con Benelli cho quý anh chị và các bạn luôn. Benelli 150. Xe đẹp len keng. Con này thì 29 triệu 9 nha mọi người. À, 22 triệu 9 chứ nhầm. 22 triệu 9. Cho em Benelli này 150. Biển số 597-4185. Đó. Rồi, 22 triệu 9. Ngoài ra thì đây, em T-Bix rồi, cũng hàng mới về. Thì hiện tại khách cũng đang xem nha quý chị và các bạn. Con này đời nhiêu ta? 29 à? 28 à?
biển số 79 nha quý chị và các bạn. Màu xám thì ở trong nhà chủ yếu là màu đỏ không, thì hôm nay là có một con màu xám thôi nha quý chị và các bạn. Con này đi có 1275 coi à, 1275 coi. Con này 29 hay 28? 28. Giá là 51.900 nè mọi người. Bao đẹp luôn. Con này thì mình trả góp cũng tầm 17 triệu là mình có thể mua xe được rồi. Đó, 17 triệu là mình mua được con T-Pix rồi nha mọi người. Đi có 1.200 coi xe. Nè các bạn nhìn đi, gác chân còn 7 màu. Lóc nồi của nó này. Con này quá dữ. Hiện tại có thể là con này có lẽ là cọp nhất trong lô T-Pix. Rồi. Ngoài ra thì về FZ này mọi người. Con này FZ đời cao luôn nha mọi người. Con này FZ là 26 luôn à. Con này lên cánh gà, con này cũng khá đẹp luôn nha mọi người. Đó. Anh chị và các bạn này, xem thì mình thấy được mình mua. Con này giá cũng mềm thôi. Con này 33.900 nha. Hàng cũng về đang rửa, mình quay luôn cho anh chị và các bạn luôn, cập nhật nhanh gọn. Audi đi 51 nè. Nhưng mà xe đẹp lắm luôn á. Phải 51.000 à? Cái gì coi. À đúng rồi, 51 nè. Này chắc chạy phượt hơi bị nhiều thôi, chứ còn xe thì các bạn nhìn đây, chắc xe thì khỏi cần phải bàn nha. Giá con này là 33.900. Rồi, ngoài ra con Gentleman 200cc nha mọi người. Con này là 48.900. Con này cũng là một trong những con cũng khá đẹp, dáng classic. Đó. Để mình coi thử con này đi mấy ngàn. Con này đi 9.000. Thôi trích. Trích mà không biết cái chỗ bấm đồng hồ ở đâu ta. Nhưng mà thôi 9.000. Đó, mọi người xem đi. Rất rất đẹp luôn nha. Đó, xe về chủ yếu là rửa như thế là đem vô bán thôi. Con này thì giá là 48.900 về dòng này ha. Rửa rồi đem vô thôi, chẳng có làm gì cả. Anh chị và các bạn mình xem theo dõi thường thì mình sẽ biết á. Rồi, đó là những con mô tô mới vừa về. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua lô Adventure cho quý chị và các bạn ha. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua mô tô thì mình liên hệ qua số điện thoại là 0923. Mua mô tô liên hệ qua số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Rồi, tiếp theo là mình sẽ quay về Tycoon cho quý anh chị và các bạn ha. Tycoon là Winner V1 này, rồi Ad mới về nữa, rồi Tayga cho anh chị và các bạn luôn. Thì mọi người muốn mua về lô này thì mình liên hệ qua số điện thoại 0923771 và 48 hoặc 0963 số 2 466, cuối cùng là số 1. Đó là một con Winner màu xanh, xanh đỏ, xanh nhám đỏ nha mọi người. Biển số 67 28932. Con này thì đẹp. Lô này hôm nay Winner V1 bắt đầu về trở lại rồi mọi người. Xe được tuyển rất đẹp luôn. Con này đi 24.000. Xe được tuyển. Hỏi con này nãy giá nhiêu ta? À 27.900 ha. À 27.900. À, 27.900 nha mọi người. Xe tuyển, con này đẹp, cũng đẹp này. Mọi người xem đi. Hàng này vừa về này. Winner trong nhà bữa nay hết rồi. À 28.900. À, 28.900 này mọi người. Hàng vừa về. Đây là bữa nay hàng tuyển rồi. Rồi, ngoài ra thì có Liberty này. Liberty S màu xanh nhất. Đợt này lắm cái hàng tuyển. Con này cũng 28.900, biển số 67 nha mọi người. Đi mấy ngàn rồi. 29.000. Đó. Này ABS luôn đúng không? Rồi. Còn bên này nữa nè mọi người. Bên này thì Winner V1 thì đòi tiếp này. Cũng là một em hàng tuyển nữa. Biển số 66. Rồi hàng mới về chưa rửa nè mọi người. 28 triệu này. 9.
Đó, 28 triệu 9 này. Đó là Vinh NV1, hàng mới về. Coi thôi nó đi bao nhiêu ngàn. Không có chìa khóa đâu mọi người. 28 triệu 9. Đợt này về toàn là hàng tuyển không à. Mọi người cứ để ý á. Tại lô Vinh NV1 ở trong nhà bán hết rồi. Rồi, ngoài ra thì một em Exciter màu xanh cũng mới về nha mọi người. Biển số 66. Con này đời 2018, xe gọi là cộp, dán keo nguyên con. Hôm trước thì nó về con 5.000 thì bán rồi, để coi con này thì đi 14.000. Rất chắc. Đúng đời luôn nha mọi người. Đó. Con này giá cũng 28 triệu 9 thôi. 28 triệu 9 có em xe này nha mọi người. Đó. Rồi, ngoài ra thì đến này nữa này. Đến này thì con nô 6 cũng là lô mới về trong hôm nay luôn, mới rửa hồi nãy. Còn để đây, biển số 65. Nô 6 này mới về nha mọi người. Nô 6 2016. Con này thì giá của nó là 17 triệu. 16 triệu 9. Đó, 16 triệu 9. Rồi. Thì mình vừa lướt qua cho quý chị và các bạn những con xe mới về. Anh chị và các bạn nào mình muốn mua thì mình liên hệ qua số điện thoại là mô tô là 092770 và tứ quý 8, hoặc 0976741725, mua tay ga tay côn thì liên hệ qua số điện thoại là 092371 và tứ quý 8. Cái địa chỉ là số 5 đường Lý Thường Kiệt, Giang Bình Dương. Ok, thì mọi người xem nhớ like và chia sẻ ủng hộ mình á. Hôm nay nói chung là anh em mình like đăng ký này, chia sẻ mạnh để mà mình cập nhật những lô xe mới về cho anh chị và các bạn ha. Đó, xe rất là nhiều. Rồi ok, xin chào mọi người nha. Đó, khách hiện tại vẫn đang xem ở trong cái này rồi, thì đang làm thủ tục để mà mua con R15 nữa này. Hàng nó về liên tục. Đó, xe thì đủ loại. Mọi người muốn coi những video gì thì mọi người cứ comment mạnh dưới video. Ok, xin chào nha.